Thưa quý vị, chủ động đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Hiện nay, công an các địa phương, đơn vị đang tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giữ gìn an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm. Tuyến đường Nguyễn Hoàng ven bến xe Mỹ Đình là một trong những tuyến giao thông phức tạp tại quận Nam Từ Liêm. Nơi đây thường xuyên diễn ra tình trạng các xe khách dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông. Để giải quyết tình trạng này, liên tục trước những ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng của Công an quận Nam Từ Liêm đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm. Lái xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng này là một trong số nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý hôm nay. Tôi người lái xe thì tôi cũng chấp hành luật giao thông đúng. Hôm nay thì tôi các bác lập biên bản để tôi rút kinh nghiệm về lần sau. Đội sát giao thông tự quận Nam Từ Liêm đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát xung quanh khu vực bến xe Mỹ Đình, đặc biệt là tuyến đường Phạm Hùng và tuyến đường Nguyễn Hoàng. Hà là hai tuyến đường trọng yếu của công an quận Nam Từ Liêm, thường xuyên có lượng người xe đón trả khách dừng đỗ sai quy định rất nhiều, và đội đã thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn, trong có 4 tổ công tác thường xuyên 24/24 giờ xử lý. Dự báo nhu cầu đi lại của hành khách tại các bến xe trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sẽ tăng cao, công ty cổ phần bến xe Hà Nội đã triển khai phương án phục vụ, siết chặt quản lý về an ninh trật tự cả trong và ngoài bến xe. Chủ động trước diễn biến tình hình trật tự giao thông, đô thị sẽ nảy sinh những phức tạp khi lượng người và phương tiện dồn về khu vực bến xe. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Nam Từ Liêm đã bố trí tăng cường các tổ công tác, duy trì kiểm soát, phòng ngừa đối tượng lợi dụng sơ hở của hành khách để trộm cắp, móc túi, cướp giật, gây mất an ninh trật tự. Về công tác an ninh trật tự thì bến cũng báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm và được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Chỉ huy Công an quận, thì Ban Chỉ huy Công an quận cũng đã chỉ đạo các lực lượng, các đội nghiệp vụ của Công an quận, Công an phường tăng cường công tác phối hợp hỗ trợ bến trong cái đợt phục vụ 30/4/1/5, làm sao đảm bảo công tác an ninh trật tự trên bến cũng như là trật tự an toàn giao thông trên bến cũng như các cái trục đường xung quanh bến đảm bảo an toàn phục vụ hành khách nhân dân qua bến đi xe được tốt nhất. Trong khi các lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về dừng đỗ đón trả khách trên các tuyến giao thông trọng điểm, thì các bến xe đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường, công an quận, duy trì đảm bảo an ninh trật tự trên bến, kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, dây dắt khách, xử lý kịp thời những hiện tượng gây rối, những hành vi vi phạm pháp luật trên các bến xe. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu muốn xem lại những chương trình đã phát sóng, quý vị có thể truy cập vào website hanoionline.vn hoặc các nền tảng số như YouTube, Facebook hoặc ứng dụng Hà Nội On. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.